Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc cho mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng. Và em này đến từ thương hiệu Estin MS200 nha mọi người. Hàng hệ đời mới nha. Và đặc biệt em này là dường như là Nhật quên xài, còn rất là mới nha. Đó, và đời sản xuất là năm 2002. Đường kính bít tông của em này là 40mm nha mọi người. Đó. Thì em này có hai cái đặc điểm như sau. Thì thứ nhất là cái nắp này, nắp xăng này, nắp nhớt này đã được thay mới nha. Đó. Đây, nắp này được thay mới. Và xích này đã được ráp xích mới rồi, anh em yên tâm sử dụng đi nha. Còn lại là ring nguyên bản nha mọi người. Giờ em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem về máy này ha. Lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài 45cm, mặt cắt còn 40. Xích được sử dụng xích chung 91 nha mọi người. Này, lam là rất là đẹp. Các đầu rãnh là chưa bị dập và chưa bị tè đầu lam. Có điều là cái mặt trên này nó bị oxy hóa rồi, nó bị reset rồi nên là nó bị mất cái hãng tem thương hiệu. Còn anh em thì thấy à, cây lam các nước sơn còn nguyên như mới luôn, phải nói là như mới luôn. Nó chưa bị chảy trộn nhiều. Xích thì đáp xích mới rồi, anh em yên tâm sử dụng ha. Về chỉ việc cắt thôi, đổ nguyên liệu vào sử dụng thôi. Bên phía mặt ốp lam đây nha mọi người. Đó, mới keng nhá. Màng mô đây, màng mô rất là sáng cho mọi người. Lốc mặt tiền đây. Đồ chạy chuộng của máy này thì rất là ít. Và mã số seri của máy đây 154548 à 433 nha mọi người, 73. Đó. Em này được sản xuất tại Đức nha mọi người. Thì nắp xăng được thay mới rồi nhá. Tình trạng máy là zin nguyên bản nhá. Bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua máy được tặng kèm 4 món đồ: típ mở buji, buji rũa và một bình nhớt nhỏ nha mọi người. Đó. Bên phía hộp dần này mới long lanh luôn. Lâu lâu mới về được một em mới xuất sắc như này nha mọi người. Giờ em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem nhé. Đây, màng lọc đây. Thiết kế được thiết kế màng lọc tròn nha mọi người, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con và đầu nòng ha. Và cái chế xăng hay gọi là bình xăng con như mới nha. Đây anh em thấy ha, ép pin này còn mới long lanh luôn. Các con ốc còn ra khe. Đó, rất là đẹp nhá. Riêng Estin là tất cả các đường dây ống xăng hay tất cả con ốc đều có ký hiệu riêng của nó nha. Đây, kể cả dây ống xăng này có ký hiệu riêng của Estin này. À, anh em có thể thấy ha. Đây, phóng to anh em có thể thấy ha. Đều có ký hiệu của Estin hết nhá. Rất là đẹp. Rồi, giờ em sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Đây có hai bình nắp chứa nguyên liệu này. Nắp đằng sau nắp to này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt. Nắp đằng trước nắp nhỏ này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Anh em đổ nguyên liệu nhớ để ý ký hiệu này chống nhầm lẫn nha. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy. Anh em nào ưng em này thì liên hệ trực tiếp qua đầu số thoại 0988628901 để đặt hàng nhé. Số thoại bên em có sử dụng Zalo nha. Đó. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh thì mình nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ gửi hình ảnh video cho mọi người xem nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động nha. Đẩy lên là tắt, đẩy giữa là xài bình thường. Rất là nhẹ. Một em máy cơ xích Estin đời mới, hàng đời mã số là MS200, nòng 40mm. Anh em sử dụng cắt trong gia đình vườn nhà là khỏi phải suy nghĩ luôn, rất là vừa tầm. Và thứ hai là cắt rất là ngọt, hạ gốc cây trong gia đình vườn nhà là khỏi phải suy nghĩ luôn nha mọi người. Rồi thì anh em nào ưng mẫu cơ xích này liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ cửa hàng nha.